Sáng 8 tháng 9, các nhà hàng hải sản lớn biển ở đường Trần Phú, phường 5, khu vực Sao Mai, Bến Đình, thành phố Vũng Tàu đã tự tháo dỡ phần xây dựng lấn biển trái phép. Đây là các nhà hàng thu hút đông du khách vì hải sản tươi sống và gần biển. Trước đó, từ tháng 10 năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với chủ của 4 cửa hàng có hành vi lấn biển ở đường Trần Phú, gồm Tân Phát, Tân Ký, Thành Phát 1 và Thành Phát 2. Trong các quyết định trên, ngoài xử phạt tiền, còn có biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách yêu cầu các chủ nhà hàng phải tháo dỡ phần vi phạm. Tuy nhiên, các chủ nhà hàng trên chưa tháo dỡ. Vào ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ra các quyết định để cưỡng chế thi hành các quyết định từ 2012. Như trên đã nói, ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại với các chủ nhà hàng vi phạm và các chủ nhà hàng đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ xong trước ngày 10 tháng 9.